Có cái câu hỏi mà cán bộ quản lý của Viettel rất là quan tâm. Sau đây thì xin trân trọng kính mời anh Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch của tập đoàn Vingroup cùng anh Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch Tổng Giám đốc của tập đoàn Viettel sẽ cùng lên sân khấu và cùng chia sẻ với cán bộ quản lý của Viettel. Xin trân trọng kính mời hai anh. thưa anh Vượng, thì hôm nay thì thực ra là thành phần Việt Tên về cán bộ quản lý là khá là rộng đấy, đến cả nước ngoài. Nước ngoài thì nếu mà tính Việt Tên, tính cả văn phòng đại diện thì hiện nay là 12 nước, có 10 nước kinh doanh. Hai nước thì văn phòng là về nghiên cứu là ở Pháp mới ở Mỹ, thì còn các nước khác thì là kinh doanh. Anh em ở ở các ở nước ngoài thì đến là các tỉnh của nước ngoài từ ngoài tổng giám đốc thì đến các giám đốc của các tỉnh ở Việt Nam thì hôm nay cũng có đầy đủ các cái giám đốc tỉnh tức là từ mức giám đốc tỉnh trở lên tỉnh của Việt Tên thì ông nào to thì doanh thu khoảng năm sáu nghìn tỷ một năm ông nào nhỏ thì chắc cũng khoảng 300 tỷ một năm à, thì có nghĩa là các cán bộ quản lý của Việt Tên là hôm nay là rất là đủ Và hôm nay lại gặp được cả các anh các chị và quản lý của bên uh, Vingroup thì cũng rất là rất là vui là được cùng nhau chia sẻ uh, vượng là, là rất là hot ở Viettel đấy uh, nói chung là khi mà nghe tin là là, là Vingroup sang là, là trò chuyện cùng với lại cán bộ quản lý ấy, thì thực ra nó cũng là tương đối là là lạ lạ là một ông thì rất là nhà nước một ông thì rất là tư nhân hai ông này nếu mà xét thì có thể giống như hai cực ấy. Thế nhưng mà thực sự là trí hướng là có rất nhiều nghĩ trí hướng cùng với nhau và cái cách quản trị cũng rất là nhiều thứ cùng với nhau thế để mà mà cho cái gọi là để cho anh em nóng lên tí xong rồi tự hỏi thì thì chắc là tôi phải đóng vai mc một tí <laughs> trong rất nhiều những cái câu hỏi mà tôi xem qua thì có một câu hỏi tôi cũng rất là, là ngạc nhiên ấy, là không hiểu bằng cách gì mà vingroup có thể làm cho một cái người nhân viên của vingroup ở cái mức mà thấp nhất ấy, tức là các cái bác hoặc là các anh, các anh uh, gọi là bảo vệ các tòa nhà ấy, Mà nở nụ cười từ sáng đến chiều Mà cái nụ cười ấy là tự nhiên ấy Nhưng không phải nụ cười ngượng gạo đâu Thế mọi người cứ hỏi mãi là không hiểu là, là Vingroup Là chăm sóc khách hàng, rồi đào tạo nhân viên chăm sóc khách hàng Mà cách nào mà đạt được cái mức, mà tôi nghĩ đây là mức cao nhất ấy Tức là người nhân viên dưới cùng Vì thường thường người nhân viên dưới cùng thì lương là thấp nhất và bị nhiều nhiều cái đè nén nhất trong một hệ thống quản lý tất cả các hệ thống quản lý thì đều nhằm vào cái ông dưới cùng tất cả các cái rồi là quy định thế rồi các chế tài đều là dành cho xử cái ông đấy chứ có bao giờ dám xử ông vượng đâu thế mà họ happy thì không hiểu là bí quyết gì à, xin cảm ơn anh hùng cảm ơn tất cả các anh các chị việt theo đã dành cho mình group cái cái tình cảm có thể nói là, là rất là nồng ấm trước tiên thì tôi phải xin phép tôi nói rằng là ngày hôm nay tôi sang đây ấy là rất là áp lực <laughs> trước trước một cái tập đoàn kinh tế lớn nhất của Việt Nam như thế này thì, thì sang nói chuyện mà cũng là lần đầu tiên tôi gọi là thò ra khỏi hang cho nên là cũng cũng vô cùng là căng thẳng cũng chả biết là sẽ sẽ nói gì và sẽ bị hỏi gì ví dụ như thế hay là được hỏi gì cho nên là là rất căng thẳng nhưng mà tôi tôi nghĩ rằng là Thứ nhất thì tôi cũng cố gắng quyết tâm sang đây Là bởi vì Tôi rất là tôn trọng và, và và quý anh Hùng Nên là tôi nghĩ rằng nếu như mà Có làm được cái gì đó để mà Hỗ trợ Hoặc là giúp thêm anh Hùng trong cái quá trình Lãnh đạo Công ty doanh nghiệp thì tôi nghĩ là Tôi cũng sẽ cố gắng Cái thứ hai nữa thì cũng phải nói rất rõ ràng là Viettel là một cái doanh nghiệp Lớn nhất của Việt Nam <laughs> Thế thì cũng có nhiều điều mà tôi nghĩ rằng là là nếu như chúng ta cùng nhau uh, chung lưng đấu cật dựa vào để mà chiến đấu thì chúng ta cũng có thể sẽ xây dựng được những cái doanh nghiệp mà nó có cái 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 đẳng cấp quốc tế, có cái tầm vóc hẳn hoi để mà 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 nói một cách nôm na đơn giản là để sau này bọn Tây nó không thể nhìn chúng ta bằng một nửa con mắt được. Nó trông mà chúng ta nó cũng phải kinh. Thì cái đấy là cái mà tôi cũng rất là mong muốn còn cái điểm thứ ba nữa là tôi cũng nghĩ rằng là tôi sang đây thì trao đổi với các anh các chị nghe được cái tâm tư nguyện vọng nhiều cái ý kiến thậm chí chỉ là câu hỏi thôi thì cũng là những gợi ý rất là tốt thì tôi hy vọng là tôi cũng sẽ học hỏi được nhiều cho nên là thế trong buổi hôm nay thì sẽ cố gắng hết sức ta sẽ trao đổi với nhau hết sức là thẳng thắn cởi mở chân thành thế còn nếu có cái gì khiếm khuyết thì cũng mong các vị đại xá À, thế còn cái câu hỏi của anh Hùng thì tôi nghĩ là nó một cách nôm na đơn giản thôi ví dụ như thằng Quân mà nó không cười về mình tẩn nó chết thế thì nó phải cười thì có gì đâu anh tiêu chuẩn có rồi tiêu chí có rồi mình đào tạo rồi à, ở viên group thì thì, thì 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 mọi thứ nó rất là mạch lạc anh làm đúng tiêu chuẩn thì ok anh làm sai tiêu chuẩn anh sẽ bị kỷ luật anh làm tốt anh được thưởng à, anh làm không tốt thì không xong Cho nên là cái 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 nguyên lý của chúng tôi nó cực kỳ là đơn giản không phức tạp hóa gì hết đấy anh cứ thử không cười xem chết ngay Thế nên phải cố mà cười, <cười>, <cười> bởi vì ra cứ quay về cái bản chất của con người thôi đúng không ạ có ai tự giác mà 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 mà, làm việc đâu kể cả ví dụ như tôi chẳng hạn tôi bảo tôi phải tự giác làm việc tôi cũng chả tự giác chơi thích hơn làm tội thì tôi phải làm nhưng nếu có áp lực có cái yêu cầu có cái động lực hẳn hoi thì tôi sẽ cố tôi làm thì thì với các bạn nhân viên cấp cao cấp thấp thì cũng thế đấy. đúng không ạ <laughs> Việt Tên thì, thì, thì gần đây thì lại hơi đẩy mạnh cái câu chuyện tự giác, à, thế cho nên là mọi người cũng rất là, là rất là cũng hơi gọi là thấy có cái khác biệt à, trong cái cách mà Vingroup ấy, thì tôi thì anh, Việt, anh Vượng nói đúng đấy. thực ra thì nếu mà theo bản chất tự nhiên ấy, thì thì mọi người thích chơi là thích là, đây là đúng, đây đúng. Đấy. nhưng mà mà để mà làm được một cái một cái quy trình hay một cái quy định mà nó tường minh mà lại hơi chắc là phải tương đối đơn giản nữa là vì cho những cái người lao động ở cái tuyến cuối họ rất là nhiều thì các cái tập đoàn lớn ấy, thì hay mắc cái bệnh mà đặc biệt là việt ten tức là các cái quy định rồi quy chế nó nhiều ạ nó nhiều đến cái mức tức là thậm chí là cân phiêu sẽ làm cho mọi người kiểu như là rất là khó phân biệt đâu là chính đâu là phụ thì không hiểu là khi mà vingroup ấy, mà hình thành ra những cái những cái quy định đấy cho nhân viên nhất là nhân viên ở tuyến cuối ấy, thì có cái cách nào để làm cho họ dễ hiểu đâu có sợ nhiều có bị nhiều quá không và và có phức tạp quá không trong những quy định đấy thực ra cái đó thì nó nhìn thấy ngay cứ thấy cái cơ sở nào bên vingroup là chia về các pnl rồi mỗi một pnl là một công ty thì chia về các cái bộ phận các khu vực khác nhau, thì cứ bộ phận nào mà công việc kém thì chứng tỏ là đấy ít nhất là quy trình kém. thế nó có mấy cái, cái 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 nhánh đầu tiên là lãnh đạo kém, sau đó là đến nhân viên kém quy trình kém. Ví dụ như vậy thì mình cứ già ra một hồi là thấy ngay. Cứ bây giờ thì có một cái rất thuận lợi là là thông tin cực kỳ rộng cực kỳ nhanh. Ví dụ như là một cái tòa nhà nào đấy một khu đô thị nào đấy mà nhân viên đấy chăm sóc không tốt, khách hàng phải đến ngay. Đấy, ngày xưa ví dụ như VinGroup phải có một ban thanh tra rất là to, đi thanh tra từ đầu đến chân thường xuyên. Nhưng bây giờ thậm chí là không cần nữa vì ngàn mắt ngàn tay rồi. Ông nào có thử linh tinh một phát là lên mạng ngay. Thì chỉ cần có một nhóm ngồi ta canh trên mạng xem là thấy ai chửi mình phát biết ngay. Bằng cách nào mà biết được? Facebook anh. À. mình vào các cái đó vào Facebook lên mạng này kia một lúc là là ví dụ như bảo tòa này thằng này nó vừa chửi mình nó vừa mắng mình ví dụ thế hoặc nó lầm lý thế kia thì mình xuống mình điều tra thôi nghiên cứu điều tra ra xong và thấy mình uốn nắn dần dần mình phải chỉ những cái rõ bởi vì ở đây VinGroup hiện nay đang có một cái phong trào là làm sao để mỗi một cán bộ nhân viên là một đại sứ của VinGroup tức là anh phải thể hiện mình ở mọi lúc mọi nơi anh không chỉ làm việc cho bản thân anh mà anh đang làm việc cho cả một hệ thống hay là đại diện cho cả một hệ thống anh là hình ảnh của cái hệ thống thì khi mình truyền cho họ cái tinh thần đó thì họ sẽ phải phải tự biết thôi anh mặc cái đồng phục ví dụ như là bảo vệ của Vingroup chẳng hạn thì anh không được phép lơi lỏng anh phải làm đúng quân phong quân kỷ anh phải phải hành xử theo đúng cái, cái cái, tiêu chuẩn mà anh cần phải có và nếu không có thì nét ngay mà nét ngay thì xử ngay và nếu mà tốt thì thưởng ngay ở Vingroup thì mọi cái chuyện là khen thưởng cũng như kỷ luật rất nhanh mồm nói tay làm anh ạ cái này là việt tên phải học đấy tức là tức là nó có một một cái cách rất là rất là tốt thì tôi lại linh đến cái câu chuyện mà hôm mà vào gặp anh bí thư ở đà nẵng là anh xuân anh ấy thế thì khi mà nó bị cái câu chuyện là môi trường ở miền trung thì ở đà nẵng là không nghe dám ăn cá thế thì ông xuân anh à, với lại ông, ông chủ tịch ông thọ sao nhỉ? anh thơ anh thơ anh thơ mới nghĩ ra một cái chuyện tức là chuyện là thành phố là tổ chức cho các cái gọi là đi 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 gọi là đi kiểm tra xem là cái quán cá này là nó có đạt yêu cầu không quán kia tức là các cái chỗ bán cá đấy các cái quán thế sau khi mà mà làm được rồi thì hôm vừa rồi tôi vào thì anh phó chủ tịch thường trực anh bảo thực sự cũng không làm được thứ nhất ý, tức là mình làm được hai thế nhưng mà ở đấy nó là hàng nghìn hàng mấy nghìn cái thứ hai là cũng không đủ đâu người mà làm cả, thế thì anh ấy mới hỏi tôi ấy, là xem có cách nào để làm không hay là cái chính phủ điện tử, các cái gọi là các cái, cái 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 gọi là thành phố thông minh ấy, ở các nước ấy, thì nó có nói những cái chuyện là thực phẩm sạch thì người ta làm thế nào thì cũng nó thật với vượng là tình cờ lúc là trước khi mình vào mình họp về thành phố thông minh và hôm anh nhân vào anh bảo việt ten vào thì đang làm thành phố thông minh mà. thì mình trên trên máy bay thì mình mới đọc thì trong đó nó nói một cái ý rất hay là gì là người dân là tốt nhất và bây giờ dưới dưới cái công cụ smartphone dưới cái công cụ mà kiểu như Facebook thì người dân là tốt nhất chỉ cần người dân là người ta kiểm soát thì chắc chắn là ổn và khi nào mà nó tung lên thế giả sử ông không có người đọc thì ông dùng máy ông đọc ông phát hiện ra có vấn đề thì là ông xuống thực ra cái câu chuyện này Việt Tên rất lên học Việt Ten hiện nay thì vẫn dùng các cái hệ thống thanh tra nội bộ kiểm soát nội bộ rồi quy trình quy chế rất là nhiều thứ nhưng thực ra là để tự anh em mình là là gọi là đưa thông tin về nhau thì cách đến là cách cách đến là cách tốt nhất mà sau khi mà mình đưa ra cái đấy thì thì hiện nay thì thành phố đà nẵng cũng đang định làm cái việt theo hướng đấy tức là tạo ra một cái một cái vì cái người dân là người ta cũng rất là tinh và người ta nhận dạng là cái chuyện là thực phẩm sạch hay không sạch vấn đề bên kia facebook một cái chẳng hạn lên thì, thì đúng là cái, cái, cái cộng đồng mạng đấy thế hiện nay ở trong nội bộ vingroup là có một cái hệ thống đấy à? có có cái gọi là cái gì đấy ngôi nhà vingroup không Tức là, tức là nhưng mà cái nội bộ này ấy là câu chuyện của nội bộ thế còn cái kia là ví dụ như là Royal City thì nó có cái cộng đồng Royal City thế là của cư dân họ lập ra chẳng hạn thì mình chỉ cần tham gia vào đấy thôi à, là, là, là. dân họ sẽ phản ánh ngay trăm tay đó. nhìn mắt mà có 50 thằng làm nhưng mà có 100 thằng à 500 thằng nhìn được <laughs> chạy đâu cho thoát <laughs> tức là từng cái cái khu một thì là có một cái cái community cộng đồng đấy trong họ sẽ có ý kiến và tôi mình nó nhiều lắm anh. Trên ví dụ còn web trẻ thơ của mấy bà uh, trăm trẻ con ví dụ như vậy rồi đùa à, rất là ép okay. auto tiếc thì đấy. Thế, Thế là đấy. mình cứ xem những cái đấy và từ đấy là mình phát hiện vấn đề. và ban truyền thông. Ừ. Ban truyền thông của Vingroup là có có một cái tổ chuyên đi xem tất cả các vấn đề ở trên mạng xã hội. Chỗ nào ai khen mình thì ok. Quan điểm của chúng tôi là khen để thằng bên còn cái ai mà chê ai chửi phát là quan tâm ngay thì hiện nay là bên, bên cứu ngay. bên vượng là đang làm đọc bằng mắt hay là đọc bằng máy đọc bằng bằng gì em bằng mắt bằng mắt thì hiện nay là việt Tên có, còn, việt xa Tên xa có việt một, có một công cụ rất là hay là việt Tên đọc bằng máy được thí hiệu hiện nay là, là vừa rồi là cũng cũng hỗ trợ cho bên 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 uh, bên chính quyền ấy, tức là nó, Việt Nam đã phát hiện phát triển ra một cái công cụ là tự động đọc các cái thông tin ở trên mạng mạng bây giờ nó hàng mấy trăm triệu trang web xem họ nói về chính quyền nói về đất nước họ phân làm hai loại xong từ khi mình phát hiện ra rồi thì mình mới chui vào Thì nếu mà Vingroup có lẽ bỏ ít tiền mua nhỉ quá hay <laughs> hôm nay là 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 là, hay là, là, còn thiết là thiết hưng nó đi ở đây không nhỉ hưng ở đây không nhỉ ở chỗ không gian mạng ai đi à đây đấy ông ông ông, ông này là viết ra cái đấy cái này là cái công cụ rất là hay mà hiện nay ở ở Việt Nam là người đầu tiên đấy thì thì nếu dụ chẳng hạn như nếu bây giờ đang ít thì mình đọc bằng mắt được thế nhưng nếu như mình, mình đọc bằng máy thì nó lôi ra những cái đấy theo mà nó lại thông minh ở chỗ đấy em muốn theo hướng nào thì nó sẽ lôi thông tin theo hướng đấy sau đấy em vào em chỉ xem những cái đấy thôi thì cái gì mà nó phù hợp thì thì mình sử dụng thì có thể là sau này là bên Viettel sẽ hỗ trợ có cái công thế là cụ thế là xem em tiếp thị được một khách hàng đầu tiên rồi đấy <laughs> Quá hay rồi. À. Anh thủ tí anh thủ Việt Ten này đang đói kém. <laughs> Ở đây mọi người thì thì có hỏi một cái câu liên quan đến chuyện là vì theo cái triết học phương Đông ấy, thì là thịnh thì suy. Thế thì mọi người mới hỏi là không hiểu là Vingroup là có cố tình gọi là kìm hãm cái sự thịnh không để kể, để nó không suy ấy. hay là cứ cho nó suy rồi lại thịnh tiếp hay là kìm hãm cái sự thịnh để nó không suy? thực ra thì cái cái thịnh hay là suy là nó do cái tư duy của mình ấy và mình thì không không nên kìm hãm cái thịnh mà mình nên nên xác định cái tư duy ở đấy chưa phải là thịnh thì lúc đấy nó 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 sẽ không thể suy được ví dụ ta cứ đi đến đỉnh núi thì ta nghĩ rằng là ta lên đỉnh rồi và sau này không có không có cái gì đấy nữa nhưng ta nhìn là trước mặt ta lại còn một cái đỉnh cao hơn tự ta dần dần ta phải xác định cho mình cái đó là một cái thứ hai nữa là là cái cái quan trọng là ngăn không cho những người xung quanh mình hoặc là kể cả bản thân mình không nghĩ đấy là là, là cực thịnh rồi anh chỉ nghĩ nó vừa phải thôi mà thực tế là như thế ví dụ như bên Group là một công ty hôm vừa rồi, rồi vốn hóa là đâu đấy khoảng độ bốn năm tỷ đô thì chúng ta thử nhìn xem nếu mà trên thế giới thì công ty chúng ta là công ty tí hon Đúng quá nhỏ để mà có thể coi rằng là mình đã đã cực thịnh hoặc mình đã rất là tốt hoặc mình đã phát triển đến một cái ngưỡng nào đấy rồi mình đang quá quá nhỏ thậm chí là nếu như bây giờ chủ tịch Vingroup có ra ngoài mà ngồi thực ra là từ hồi vào tôi được vào trong cái danh sách của Forbes thì các cái vị kia thường xuyên là mời có những cái câu lạc bộ này kia ông Bill Gates mời mấy cái ông Warburg à, cái gì đó buffet buffet là, là cái bối cứ mời sang thì mình cái đầu tiên là mình không đi vì lý do đầu tiên là vì mình không biết tiếng Anh đi sang mà lại cái dắt phiên dịch đi theo thì nó cũng kỳ nhưng mà cái lý do thứ hai lớn hơn rất nhiều ấy là mình quá nhỏ so với họ chưa có gì để nói cả chưa có gì để mà 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 đáng tự hào cả chưa có gì để khoe khoang cả tức là về bản chất VinGroup chưa phải là thịnh hoặc là rất to VinGroup còn đang rất nhỏ những cái mà VinGroup làm được ấy, nó chỉ là những cái bước đầu tiên thôi cực kỳ là, là là sơ khai sơ khởi ví dụ nói là Vinpearl Vinpearl là một cái chuỗi khách sạn nếu bây giờ với năm nghìn phòng thì thì có thể nói là cái chuỗi khách sạn lớn nhất Việt Nam nhưng nếu mà so với cả Sheraton, Accor rồi thì là là vân vân chẳng hạn thì thì quá là nhỏ xíu và chúng ta hoạt động trên một cái địa bàn thì có gì đâu mà nói đúng không ạ nên là trong quan điểm của bản thân tôi hoặc là quan điểm của rất nhiều cán bộ lãnh đạo của Vingroup Thì tôi cho rằng là chúng tôi chưa phải là đến cái thời kỳ thịnh Chứ trước thì phải kìm hãm cả Bây giờ còn phải lùa nhau đi chạy tiếp Chính vì vậy mới đổi cái slogan Trước đây slogan của Vingroup là nơi tinh hoa hội tụ cùng phát triển Thì bây giờ slogan của Vingroup là mãi mãi tinh thần khởi nghiệp Như thế để mọi người cùng nhau ta giữ lấy cái ngọn lửa đấy, giữ lấy cái ý chí đấy Giữ lấy cái tác phong làm việc đấy, cái tinh thần làm việc đấy Chứ không phải là ok, bây giờ các vị cũng có nhà, có xe, có đủ hết mọi thứ rồi. Phải đi ăn chơi một năm, phải đi chơi vài tháng. Mỗi một ngày chỉ làm việc 7-8 tiếng không thì sợ nó, nó, ốm, nó yếu, nó nhanh già, nhanh chết, vân vân Đúng ạ. Thế thì cái quan trọng ở đây là mình mình phải giữ, mình phải nhìn thấy rõ là là thực sự là mình còn nhỏ. Thực sự còn quá nhiều việc phải làm còn đến lúc nào mà nếu chẳng may hay nói là nếu may ra không phải chẳng may nếu mà may ra mà ví dụ như vì group cũng có trăm tỷ chẳng hạn thì đây cũng sẽ cố gắng nghĩ ra cái gì đấy để kìm hãm cái sự thịnh ở tỷ thì bắt đầu tức là, tức là khi nào trăm tỷ thì tính à Nhưng cái đấy cũng là hay đấy Tức là Ten thì cũng cũng có những cái câu chuyện tương tự như thế Thực ra thì thì khi mình đến một cái mức nhất định Thì mình lại, mình lại đặt cho mình một cái mục tiêu khác Hay là mình lại so sánh với một cái chỗ khác Thì mình lại thấy bé tí Ở Việt Nam thì đang là số một Nhưng mà ngó sang ASEAN đã thấy mình không phải số một rồi Ngó sang thế giới nữa thì mình tận đô đô ấy thì thì đúng là 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 nên 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 thay đổi cái cái cái, cái, gọi, cái góc nhìn đi có một cái câu hỏi mà mọi người cũng rất là băn khoăn nên tức là việt vingroup thì rất là nhanh việt ten thì cũng rất là nhanh thế ông việt ten nhanh ấy, thì 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 thực sự mà nói là rất khó giữ được cái câu chuyện ấy, tức là chất lượng tốt và thực sự là là cũng có nhiều chỗ bắt đầu thể hiện ra là nhanh nhưng mà lại chất lượng không tốt thế thì vingroup thì cái cách của vingroup như thế nào để mà mình nhanh mà mình vẫn giữ được cái chất lượng tốt ấy? thực ra thì cái cái nhanh với cả chất lượng ấy, thì nếu mà nói đúng ra thì về cơ bản là nó không liên quan đến nhau Hay nói khác là ví dụ như là Vingroup bây giờ đang gọi là làm rất nhanh Xây dựng rất nhanh chẳng hạn Thì quan điểm của tôi là chưa nhanh Các vị có biết là năm 1931 Tại Mỹ người ta đã xây cái tòa nhà 101 tầng chỉ trong có 450 mấy ngày 1931 tức là cách đây gần trăm năm Hơn 100 tầng mà xây có như vậy là có hơn năm thời đó công nghệ như thế người ta xây được như vậy còn chúng ta bây giờ ví dụ Vingroup đang xây cái tòa 81 tầng thì đâu đấy cũng phải mất hơn 2 năm thì như vậy về cơ bản không phải là nhanh đấy. thế rồi thì là tôi cũng đã chứng minh cho cho nội bộ của của Vingroup cái câu chuyện nhanh và chất lượng ví dụ như là cách đây hơn một năm chúng tôi xây ở trong 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 Nha Trang trên đảo một cái khách sạn như vậy là 500 phòng cộng với biệt thự vào tính ra là 950 phòng xây trên một cái nền là uh, nửa đất nửa biển tức là chúng tôi phải phá đá nổ mìn để lấn biển tạo mặt bằng để làm cái khách sạn đó thì tổng thời gian xây dựng là 7 tháng nhà 11 tầng với gần 1.000 khách sạn và năm sao vào khai trương và đến đến lúc mà khai trương ấy thì 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 ấy, rất nhiều lãnh đạo của Vingroup vào rồi và thấy rằng là không kêu được về chất lượng. Trong khi đó có những cái khách sạn nó chỉ có 500 phòng thôi mà phải xây 18 tháng, 25 tháng, ví dụ như vậy. Mà chất lượng nó vẫn kém. Thì từ đó tôi chứng minh rằng là không phải là chất lượng và tốc độ. Tất nhiên nếu mà nói đến cái ngưỡng nào đấy thì có thể nó sẽ ảnh hưởng. Nhưng vấn đề cơ bản không phải là là nó quá liên quan đến nhau nói không liên quan thì không đúng nó không quá liên quan đến nhau mà vấn đề là tổ chức như thế nào kiểm soát như thế nào giải quyết những cái nút thắt của nó những cái, 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 cái vướng mắc của nó để làm sao mà nó chạy được Đấy, ví dụ những cái, cái, cái tòa nhà mà xây mười mấy hai mười mấy tháng đấy chẳng hạn là do ví dụ tôi đặt cho cái tiến độ là 18 tháng thì độ hai tháng đầu các vị rất thong thả lâu lâu mới lượn lờ làm tí thế xong rồi đến tháng cuối cùng thì đạp nhau mà chạy Đấy. Đấy cùng với cái lúc mà động thổ cái khách sạn đó 7 tháng đó thì cũng động thổ một khách sạn khác cũng trên đảo Hòn Tre Và cái kia thì khai trương như vậy ngày mùng 1 tháng 5 Năm 10, 10 trước tức là 10, 15 Thế còn cái cái sau này này Thì kết thúc xây dựng vào 30 tháng 6 Năm vừa xong Tức là mới được hơn tháng Kết thúc xây dựng hẳn đấy Lúc đó đuổi được công nhân ra khỏi Khỏi gọi là khách sạn đấy thì cái sau này á cái lỗi lầm lỗi sai sót hỏng hóc của nó còn nhiều gấp vạn lần cái kia vấn đề là một bên nó được kiểm soát chặt còn bên là gần như giao khoán cho một một nhóm Đấy thì theo, theo quan điểm của tôi cái gốc nó không phải là nhanh hay không nhanh mà gốc là tổ chức kiểm soát nó như thế nào Cái, cái cái này là, là anh em hỏi nhưng mà về về cái, về cá nhân tôi là cũng cũng có một cái gọi là cái mâu thuẫn ở cái chỗ này thực ra thì thì Viettel thì tự tuyên truyền mình ấy là phát triển nhanh và thậm chí còn lúc mà, mà bốc quá thì bảo là một trong những cái công ty viễn thông nhanh nhất thế giới thế nên sau khi mà tuyên truyền như thế rồi thì nó nảy ra một cái câu chuyện thế là bảo là do mình phát triển nhanh quá nóng quá cho nên bây giờ nó bắt đầu sinh ra vấn đề nhưng mà tôi thì tôi cũng nghĩ như anh Vượng ấy. Tức là mình thì so với một cái công ty cũng ra đời cùng với mình Tức là ông Huawei Thì ông ra đời cũng cỡ khoảng năm 98, 99 gì đấy Mà bây giờ thì ông ấy là cỡ khoảng 65 tỷ đô rồi Mà mình thì vẫn loay hoay ở đâu đấy 11, 12 đấy, Cho nên thực ra bảo nhanh không thì không nhanh đúng đấy Nhiều khi là anh em mình cứ hay có một cái logic tự nhiên Là nhanh thì nó không thể tốt được nhưng mà nhưng mà như anh Vượng hôm nay nói thì nó lại hoàn toàn không phải như thế và thậm chí là nó ít liên quan đến nhau. Ông Việt Đăng hiện nay thì cũng hay mang cái lý do nhanh ra để để mà giải thích cho những cái gọi là cái kém cỏi của mình hay là cái cái kém chất lượng của mình. À, có lẽ anh Hùng gọi là hâm hội trường thế là đủ rồi đúng không? Thế nên bây giờ là đề nghị là mọi người trong hội trường và các đầu cầu mà hỏi trực tiếp anh Vượng, kể cả những cái câu hỏi mà mọi người đã đã có gửi ở đây rồi hỏi lại cho nó interactive hơn tức là nó trực tiếp hơn ở trong hội trường mình trước nè à, đẹp nè mày đẹp à, em chào anh Vượng ạ em thưa kính thưa anh Hùng à, thì em hiện nay đang phụ trách công tác đào tạo của Viettel. tên thì khi mà được tin là anh Vượng sang đây thì bọn em rất là hào hức vì em đã được biết trước rằng là công tác đào tạo được anh Vượng rất là quan tâm thế nhưng mà em có một cái băn khoăn là anh Vượng đặt tên cái bộ phận mà phụ trách đào tạo là chương trình đào tạo ạ thì em à, chương trình học tập ạ, thì em không biết thì đấy là công tác đào tạo được coi như là một dự án, thì hết cái cái giai đoạn đấy thì mình thôi hay là công tác đào tạo thì anh coi như thế nào ở trong cái tập đoàn VinGroup ạ? Dạ, em cảm, à, cảm, anh. cảm ơn đào tạo ấy thì từ xưa VinGroup rất coi trọng và đến nay ấy thì là chúng tôi đang mới thôi mới được có mấy tháng ấy thì là xây dựng cái chương trình gọi là VinGroup học tập tức là biến toàn bộ cái tập đoàn VinGroup thành một tập đoàn học tập. Tập đoàn học tập nghĩa là tất cả các PNL trong đó phải là PNL học tập, tất cả các nhân viên từng con người một phải là con người học tập, nghĩa là học mọi lúc, mọi nơi, ở mọi người. Đấy. Cho nên là cái, cái, cái phần đào tạo về học tập ấy nó trở thành gần như là là quốc sách là cái 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 đòi hỏi đầu tiên. Thậm chí là đi kèm với nó ấy, là chúng tôi ra một loạt cái chính sách. Ví dụ như là PNL nào mà không đạt cái chỉ tiêu về học tập cắt toàn bộ phúc lợi ông không có đi nghỉ biển không không có gì hết cứ theo hợp đồng bởi vì phúc lợi của vingroup là là bổ sung ngoài các cái gì đã quy định trong cái cái hợp đồng lao động Đấy. thế thì ok ông không học cũng được nhưng nếu như ông không học không đảm bảo chỉ tiêu không đảm bảo kết quả có nghĩa là ông không đủ giờ học hoặc học không đỗ ví dụ như vậy thì, thì ông cứ theo cái cái cái, cái 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 tiêu chuẩn chung mà mà sống. còn nếu ông muốn có được một cái nó tốt hơn, thì thì ông phải chịu học. bởi vì chúng tôi coi rằng là nếu một nhân viên, một cán bộ đi, kể cả lãnh đạo mà chịu khó học tập, đương nhiên là kiến thức nó là tốt hơn, trình độ chuyên môn nó tốt hơn, thì đương nhiên công việc nó tốt hơn. mà công việc tốt hơn đấy thì thì đại ngộ đương nhiên nó phải tốt hơn. còn nếu như không học chắc chắn là kém. cái đấy không có gì phải bàn cãi cả. thì đây nó không chỉ là một cái chương trình đâu sau khi nó trở thành chương trình nó trở thành cái, như kiểu là cái thói quen nó trở thành cái văn hóa nó ngấm vào máu của từng người VinGroup rồi. Thì lúc đấy cái công việc này nó sẽ được chuyển về cho từng công ty, từng PNL là các vị tự xử. Còn hiện nay ấy, ví dụ tôi đang là trực tiếp chỉ đạo cái chương trình VinGroup học tập đó. Hàng tuần tôi đều phải phải gọi là là có những cái cái buổi uh, training cho cho cán bộ lãnh đạo ở đâu đó cũng khoảng độ một ngàn người. Qua các cầu rồi trực tiếp ở cái 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 cái, 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 cái hội trường từ các cán bộ lãnh đạo gọi là chủ lực của tập đoàn thì đều được coi như là đều phải không biết là ai đấy thì được còn ai đấy là phải đều phải đi học và các cán bộ lãnh đạo thì một năm cũng giống như thế phải đào tạo cấp dưới 52 giờ tức mỗi tuần bỏ ra một giờ cấp dưới ở đây là cấp cấp nào đấy cấp trực tiếp của Vingroup hay là cấp dưới nữa hay là cấp cuối cùng có cái quy hoạch cụ thể anh ạ và ví dụ như là cán bộ chủ lực tập đoàn thì chia ra chủ tịch thì đào tạo đấy khoảng 1.000 người đó phó chủ tịch thì đào tạo đâu đấy khoảng 100 người trong cái phạm vi mình quản lý ví dụ như vậy nó thành một cái lớp tức là khi mà đào tạo thì chúng tôi chia thành hai hai cái nhóm một là cán bộ đào tạo tự đào tạo tức là mình đào tạo nội bộ hai là thuê bên ngoài vào đào tạo thì nó có những cái, cái, cái chỉ tiêu rất là một nhân viên một năm đâu đó phải đào tạo khoảng hơn 100 giờ đấy, và nếu không đủ cái chỉ tiêu đầu tiên là về giờ và chỉ tiêu thứ hai là là thi đỗ chẳng hạn như vậy thì 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 nhân viên đó có thể không được lên lương Đấy. công ty đó nếu nhiều người không đạt chỉ tiêu thì thì cắt phúc lợi cắt phúc lợi bổ sung phúc lợi cơ bản thì vẫn có cái cái này là, là Việt Tên cũng cũng lên học anh Vượng ấy, thì có một cái một cái giai đoạn ấy thì thì Việt Tên cũng hơi 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 đẩy mạnh cái câu chuyện tự học thực sự mà nói là cái học phải thành một cái một cái quy định ví dụ chẳng hạn như là là ông tổng giám đốc thì phải dạy bao nhiêu tiết thế rồi ông phó tổng giám đốc bao nhiêu ông giám đốc công ty bao nhiêu có lẽ là cái này là cái rất rất là đáng học cái học thứ hai nữa ấy, tức là ông Việt Tên là cũng hay mắc cái bệnh tức là chế tài không làm thì phạt nhưng mà cái cách của người rút rất hay tức là không làm thì tôi cắt thưởng mà cắt thưởng là cắt thưởng tăng thêm thôi tức là như là một sự khuyến khích thôi thì cái cách đấy hay hơn rất nhiều là các cái cơ chế cứng hôm nay ở đây có 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 anh anh thanh đào tạo không nhỉ đào tạo là ai đi nhỉ à, tôi quên mất tổ chức nhân lực chứ anh nhầm à, à có ạ. thì thì mấy cái ý đấy anh nghĩ là rất rất là hay mình cũng rất là lên 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 học cái quy định cứng hóa cái chuyện tự giám đốc tỉnh là phải dạy nhân viên một năm bao nhiêu tiết đấy Thế, cái thứ hai nữa là nếu mà không đạt được cái, những cái mục tiêu thì dùng các cái các cái chính sách gọi là mình gọi là gì đấy khuyến khích nhiều hơn hơn là là những cái cơ chế cứng à, các bạn khác nào ở các đầu cầu này nhé trong hội trường thế nào trong hội trường trước các đầu cầu nóng lên sau à, em thì thấy các cụ nói là một nghề cho chín thì còn hơn chín nghề nhưng mà anh làm nghề nào cũng chín cả thì có cái cách gì mà để có thể là mình làm các cái lĩnh vực em thấy là nó hoàn toàn khác nhau mà anh lại vẫn có sự thành công và làm thế nào để anh có thể là là tự tin để mình đi sang các cái lĩnh vực khác uh, so với lại những lĩnh vực mình đã từng làm như vậy ạ. À, cảm ơn em bảo tự tin thì cũng chả tự tin lắm đâu. <laughs> Khi mình bước sang các cái lĩnh vực khác ấy thì chỉ có liều thôi. Chứ bây giờ có một ăn một tịt thì làm sao tự tin được. Thế nhưng mà khi mình làm ấy thì mình phải có cái đam mê trước tiên là mình phải rất đam mê thứ hai nữa là phải rất nỗ lực rất cố gắng và rất nghiêm túc với cái công việc đó mày mò học hỏi rồi xem thiên hạ làm như nào ờ, tính toán cân đối rồi cũng phải lăn lộn lăn xả thôi rồi thì hô hào anh em mỗi người một chân một tay vào vinh lúc được cái là các cán bộ lãnh đạo đa phần là những cán bộ cực kỳ đa nhiệm Hay ví dụ như đây có chị hải đang là phó chủ tịch phụ trách quản trị rủi ro đến lúc mà vingroup mở ra vinmart cái thì chúng tôi thuê một đàn tây cũng xài sang luôn tổng giám đốc vùng của metro quản lý mấy nước về làm tổng giám đốc của vinmart rồi thuê hết một đàn xịn toàn nói chung là lương toàn năm 700 trăm ngàn một năm mức lương kinh khủng luôn về làm thử 6 tháng thấy không ăn thua mà đám tây này chỉ đáng thịt thôi chứ không thể dùng được thì bộ một phát là từ quản trị rủi ro chị Hải nhảy sang làm tổng giám đốc của Vinmart chưa hề kinh doanh ngày nào chưa buôn bán gì ngoài buôn bán giấy tờ thế nhưng đương nhiên là cả hệ thống phải xuống vào phải hỗ trợ Được rồi cũng phải bàn nhau để xem là mày mò làm kiểu gì học lại làm lại hết mà đến bây giờ sau khoảng độ năm sáu tháng thì rõ ràng là cái cái chất lượng cái kỷ cương rồi cái cái kết quả của Vinmart nó khác hẳn khác hẳn so với cái thời bọn tôi đã làm mà từng bước mình ổn định được ví dụ như bây giờ bắt đầu đã go live được cái hệ thống ERP của của Vinmart và đến hết tháng 7 này là xong còn từ trước này là mò thậm chí là chả biết cái gì ở trong kho như nào khi chúng tôi mua cái hệ thống Ocean Mart thì cái phần mềm của nó nó, nó rất là, linh tinh đấy, dùng Dynamic rồi thì kết nối vào nó quá tải luôn mà mình phát triển sau đấy cũng nhanh đến lúc mua thêm ông Vinatech Mart chẳng hạn thì ông đấy còn không có gì luôn phần mềm là chạy bằng cơm đấy, thế còn sang ông Maximax thì nói chung là nó dùng cái gì dùng dùng cái gì Pop Pro tức là chương trình mà hồi 20 năm trước cái 30 năm trước gì đấy nó đang rất là 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 là, hot rất là thịnh hành đấy, thế thì rõ ràng là bắt buộc là tôi phải làm lại toàn bộ cái mớ đấy và đấy cũng sau như vậy là là, là 5 6 tháng thì đó triển khai thì đến bây giờ đã trong tháng 7 này là tất cả các Vimart sẽ sẽ hoàn thành IP đấy. Thế bây giờ nhìn vào đã thấy thinh thích rồi. Ngày nào bán được tốt, ngày nào bán kém cái, cái thứ này kia các loại chỉ tiêu chỉ số là nó nét rồi. Với những cái 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 đã làm được rồi. Đấy, thì tóm lại là là chỉ có thể thành công được khi mình thực sự mình đam mê, mình cố gắng, mình nỗ lực. Chứ còn chả có gì là chắc ăn hết đấy. Ôi, cảm ơn. có vẻ như như là là thành công gì lại đến từ cái câu chuyện là bởi vì mình không biết gì. À, vì Tên hiện nay thì nó cũng có một cái một cái xu thế là bây giờ mình đang khó khăn thì mình mời Tây. Thực ra thì cũng đã mời rồi cũng lại đang hy vọng rất nhiều vào các ông Tây đến là ông sẽ giúp mình trở thành một công ty nhất thế giới. Nhưng anh Vượng lại đưa ra một câu chuyện hơi ngược lại là ông Tây nhất thế giới vào thì thì, thì, thì thì tiêu một đống tiền của ông Vượng, xong ông Vượng cử một cái người không biết gì sang xong lại thành công thì có thể anh Vượng chia sẻ thêm về cái, cái, cái đây đây nó là một cái, cái câu chuyện tức là tất cả mọi người anh em mình đều nghĩ là tây nó giỏi đưa nó về đây thì nó sẽ giúp mình thành công này nhất thế giới đại khái thế à, và và cũng có xu thế là, là là dùng nhiều thế nhưng mà mà đây một người lại giao cho một người gần như là chưa kinh doanh bao giờ mà nhảy ra mà lại thành công thì không hiểu là nó có mâu thuẫn gì không ở đây về bản chất ấy, thì mình phải phân tích ra là tây nó hơn mình cái gì và mình hơn tây cái gì thì Tây rõ ràng là nếu như mà vào một hệ thống chuẩn chỉnh hết rồi, được set up một cách bài bản, có nhân viên giỏi được đào tạo kỹ lưỡng, có quy trình quy chuẩn, thì Tây sẽ thành công, thành công ở mức độ trung bình tức là không có đột phá. Đấy, bởi vì bản thân họ không có thói quen làm việc sáng tạo, lại rất là quan liêu và thụ động, nên là mỗi một cái việc có thể nhỏ nhỏ, thì 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 thì, thì nó sẽ làm rất lâu còn ngược lại người việt mình ấy thì có thể không có kinh nghiệm trong cái lĩnh vực đó nhưng mình lại rất ham học hỏi rất là uh, sáng tạo rất là quyết liệt rất lan xả. mình có thể giải quyết được vấn đề có thể ở đâu đấy nó còn có những cái nó nó chưa hoàn chỉnh chưa được tốt lắm thì mình ok sai thì sửa ăn đòn thì 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 mình sẽ khôn lớn ra thôi cái đấy là 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 là, 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 là chuyện đương nhiên Thế còn nếu chúng ta dùng tây bản thân chúng tôi ví dụ như là đến bây giờ xác định rõ là tây chỉ là cán bộ gọi là thứ cấp. Thậm chí đến cái hệ thống cuối cùng mà trước đây tôi hy vọng là tây có thể làm tốt được cái là hệ thống khách sạn thì đến bây giờ mình cũng có thể nói rằng là đặt xuống hàng thứ cấp. Airbnb chẳng hạn bây đang có vấn đề cực kỳ lớn là cái cái lượng khách bị đông đột biến. Trước đây ấy, ví 5 tháng đầu năm ty nó khoảng độ 40% mọi người cứ thông thả từ 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 suốt ngày chỉ lo push sale đến lúc thằng sale nó thành công tức là cải tổ lại hệ thống sale quả tổ lại nguyên tắc sale thì nó thành công thành công một phát thì bây giờ ấy, trong vòng suốt khoảng độ từ đầu tháng 6 đến giờ đâu đấy khoảng trên 90% có những ngày đỉnh điểm như hạ long thì hạn toàn 100%. thế thì các bác Tây chết hết bọn đấy cứng đơ luôn chả biết xoay sở kiểu gì mà cái tệ nó cũng trả thèm báo cáo cho mình bắt đầu nó lại thằng tổng uh, quản lý gm báo cáo lên thằng ceo CEO còn ngồi coi như là ớt ơ chán 10 ngày sau nó trả báo cho mình Thế kết cục là Ví dụ như khách hàng à, Đi vào đến Vinpearl 3 tiếng sau hành lý chưa vào nơi Gọi xe Ở khách sạn ở biệt thự đi để Xuống nhà hàng ăn Sự Đi ăn về rồi xe vẫn chưa đến nơi Không gọi lâu quá không được đi bộ Đấy, Ví dụ như thế thì trong khi đó đến lúc mà chúng tôi phải biết thông tin nhảy vào thì trong vòng khoảng một tuần thôi mình về cơ bản mình chấn chỉnh những cái đó mình xoay sở được hết ví dụ như là thiếu uh, Beo bèo để mang vác hành lý gọi luôn đội cây xanh vào về đi đấy. thiếu tàu thiếu xe bác ghi bác kiếc thứ này kia lấy luôn mấy câu grow đào tạo vì xe điện nó chỉ đào tạo 10 phút nó lái được xe thì vứt đầy đấy nhưng không có lái xe nó không xoay được lúc sau lái mầm chạy mầm chả vấn đề gì cả Tức là mình xoay sở xong ấy, thì trong vòng khoảng độ một tuần đến 10 ngày thôi. Thì trước đây mỗi một ngày khoảng độ ba chục cái complaint. kêu gào thảm thiết luôn. Là tôi không được ăn, tôi không có hành lý, tôi không hề cái kia. Trừ bới tận dầm trời luôn. Thì đến như tuần trước đấy tôi mới cho tổng kết lại. Bởi bên xong đấy lập tức tôi lấy cái, cái 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 cái, hòm thư kêu gào khách hàng về tôi quản. Thế không phải tôi mà văn phòng tôi quản và tất cả những cái gì khen cho nó đi. Cái gì chê đây đây. thì trước đây ấy, như vậy là là đấy, mỗi một ngày khoảng ba chục cái như thế thì đến tuần vừa rồi ấy, mỗi ngày trung bình khoảng chục cái trong đấy khoảng độ 8 đến 9 cái ấy, là khen còn một cái cho đến góp ý hoặc là, là là chê nhưng mà mình vẫn đang bị một cái vấn đề cực lớn là, là nó nó tăng đột biến và cái, cái 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 lượng người ví dụ như là mùa đông thì bình quân ở một cái biệt thự nó khoảng độ 6,5 cho đến 7 người thì bây giờ vào mùa hè đây á, nó khoảng 13 người Tức là không những rằng là occupancy nó đã tăng Tức là số phòng nó đã tăng lên một cách khủng khiếp Lượng người cũng khủng khiếp luôn Trước đây mình toàn dùng cái xe ba ghi 6 chỗ mình chở khách Bây giờ phải dùng cái cái xe tram là cái cũng là xe điện thôi Nhưng phải chở 20 chỗ Chạy chạy test vơ luôn mở được toang các loại đường ra để cho đi thì đấy nó chỉ là, là, là tạm thời thế nhưng mà về lâu dài thì mình bắt đầu lập tức chấn chỉnh lại ghi rõ trong hợp đồng các bác tiêu chuẩn phòng ví dụ như là biệt thự hai phòng ngủ chỉ có 6 người thôi ba phòng ngủ chỉ có 8 người thôi và bốn phòng ngủ thì mới được 10 người ví dụ như thế tức là mình bắt đầu từ cái khâu đó đồng thời ấy, hiểu rõ là thôi chơi mấy bác Việt Nam này các bác sẽ không quan tâm đến chuẩn quốc tế thế tức là bây giờ ta phải xây lại cái chuẩn nó không phải là 6 phòng 6 người một phòng nữa ta phải xây lại cái chuẩn 10 người một phòng tức là lập tức ta phải xây bổ sung ngay các cái hạ tầng vào thì đợi qua mùa cao điểm phát lập tức là chúng ta phải đập phải xây thêm Ví dụ như vậy Thì tất cả những cái đó chỉ có người Việt mình mới làm được Tất cả đội Tây không thể xoay sở được Thậm chí không thể phản ứng được Và mình thấy lạ là 10 ngày liền bao nhiêu người kêu Không ai kêu mình mình tiếng nào Nhưng nó vẫn đang ngủ đứng nghĩ à, Và đợi chúng mày nghĩ xong mà tao chết lâu rồi Thế thì lập tức là, 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 là nếu không cẩn thận là mình mất thương hiệu Nên bọn đấy không giao trọng trách được cái này có thể là nó sẽ làm cho anh anh Nam ấy là tự tin hơn đấy anh Nam hiện nay là vụ trách tại tổng giám đốc công ty đầu tư quốc tế hiện nay thì hoạt động ở 10 nước để cạnh tranh toàn những ông khủng đó tức là những tên tuổi hàng đầu ấy và, và thực sự mà nói là anh em thì cũng rất là sợ vì nghĩ là tây một trăm năm rồi mấy trăm năm rồi có nghề rồi rất là pro thế và mình thì không nghề nghiệp gì mình thì lại không chuyên nghiệp lắm nhưng mà, mà câu chuyện anh vượng kể là rất hay đấy để mình thấy rằng là tây thì cũng có cái giỏi của họ thế nhưng cũng có cái kém của họ và mình thì cũng có cái cái mạnh của mình để mà mình mình cạnh tranh được mà thực sự về ten mà cạnh tranh được ở một số nước thì cơ bản cũng là do cái, cái gọi là cái sự linh hoạt của người việt nam thôi và do cái cách cũng thì cũng không bài bản đó, của người việt nam ứng biến với các tình huống thế chứ không phải lúc nào là, là ông tây cũng 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 nhất mà có một cái việc nữa là anh Trung cứ nói mãi mà hôm nay tôi nghĩ là có lẽ phải quyết định sớm ấy. anh Trung ngày xưa là rất có ý định là đưa cái cái chỗ trung tâm xong khách hàng trực thuộc tập đoàn để nghe được cái cơ Như thế nhưng hiện nay thì là ông Việt Dũng là cương quyết không ông Việt Dũng là một cái công ty mà mà gọi là kinh doanh dịch vụ viễn thông trong nước ông ấy có 53 triệu khách hàng thì ông ấy có cái trung tâm cho xe hàng của ông ấy mỗi lần mình đưa ông lên là ông không chịu hôm nay mình mới hiểu tại sao ông không chịu vì ông sợ là mình nhìn thấy người ta kêu chửi ông nhiều quá đó, thế cho nên là thôi bây giờ hội ngày mai là quyết thôi anh Trung ạ nhưng mà, à, không sau <laughs> đấy anh Vượng anh làm rất đơn giản thế thôi đấy bây giờ Facebook có nhé cái thứ hai là các hòm thư nhé là ông tổng giám đốc hay là văn phòng của ông trực tiếp quản thì ra hết ngày mà cũng không giấu diếm được cái gì nữa cả không giấu được dân đấy, tôi phải nói, rất là cảm ơn anh Vượng ấy là là bao nhiêu năm trong nghề tức là 16 năm làm viễn thông bây giờ mới học được cái bài học vỡ lòng tức là phải đưa cái customer lên trực thuộc mình <laughs> tức là các cái các cái các cái complaint của khách hàng cái cái okay, nó cũng rất quan trọng ngoài cái câu chuyện là người ta uh, góp ý thôi cái khen thì bao giờ cũng thế chuyển cho đội ở dưới các cái chỗ làm việc tiếp cho người ta phấn khởi thế nhưng mà những góp ý đấy nó sẽ chỉ cho mình thấy được cái vấn đề là mình yếu kém như thế nào, những cái lỗ hổng về quản lý cũng như sản phẩm của mình như thế nào để mình hoàn thiện cái cái, cái sản phẩm của mình nói thôi chứ ví dụ những cái chê cái chửi những cái góp ý của khách hàng ví dụ như là Vinhome chẳng hạn bây giờ mọi người rất là khen bởi vì là là chúng tôi đã được chửi quá nhiều nhìn những cái đấy chúng tôi nhìn là ok có những cái nó 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 phi lý thì mình phải đến mình giải thích cho họ mình phải đấu tranh với họ cái này của anh không đúng thế nhưng mà có những cái con lý thì mình phải phải bổ sung ngay mình nhặt ngay vào và như vậy cái sản phẩm của mình ấy càng ngày nó càng tốt tức là mình phải chấp nhận đối thoại mình phải chấp nhận học hỏi cái đó và đấy chính là những cái như kiểu góc độ nào đấy như kiểu là người thầy của mình thị trường mà thị trường mới quyết định tôi xây cái nhà không phải cho tôi tôi xây nhà tôi thích màu xanh màu đỏ thì kệ nhưng tôi xây nhà cho khách hàng thì họ thích cái gì tôi phải xây cái đó thì tôi có làm sản phẩm cho tôi đâu Thế thì cho nên là càng có nhiều cái kênh để mình nhận được cái đó thì càng tốt và lúc nào không ai gọi là là, là, là chê chửi nữa thì lúc mình phải tìm cách mình tự chê chửi mình thôi cái um, um, cái, này là đúng là là việt tên là cũng cũng chậm nhiều chậm nhiều thì hôm nay anh vượng nói ý rất hay tức là khách hàng thực ra cũng giống như ngoài cái chuyện là mình họ phàn nàn thì nên là coi họ như người thầy đúng thực ra thì thì nhiều lúc mà việt mấy năm nay việt tên cũng khó khăn ấy. thì, thì những cái lúc khó khăn này là lúc tốt nhất là nghe một khách hàng cái việt tên thì có xu thế nó suốt ngày đóng cửa xong rồi bắt đầu kiểu như brainstorming ấy đóng cửa, lại brainstorming, <laughs> kinh, nhỉ? Nghĩa là nghe đi hỏi một khách hàng thì bố đóng cửa, bố brainstorming, để, để, để. Peru nào, anh là nước ngoài một chút nhỉ? Peru hôm nay có ai không? À, bên thì Mỹ à, là bây giờ, giờ đúng không? không, không mời có ạ. có đây có Tanzania đúng không? Dạ vâng ạ, Châu Phi thì có. T Tanzania hả? có đặt câu hỏi gì không, cho anh vượng? ưu tiên gọi là xa xôi vùng xa xôi trước Vâng báo cáo đồng chí tổng đốc nguyễn mạnh hùng à, xin chào anh vượng thì báo cáo anh các anh thì ở cầu tân tân thì có tham gia các cán bộ quản lý của công ty ở trên headquarter và 24 chi nhánh thì báo cáo anh thì, à, thì em xin có một câu hỏi em là đại phó đốc kinh doanh Thế kinh doanh của công ty ạ. và các anh thì uh, uh, ngày xưa thì em có có biết thương hiệu uh, uh, Vingroup uh, rất là nổi tiếng của của Việt Nam thì cái đầu tiên đấy Và khi uh, Vingroup tham gia thị trường bất động sản thì em nhìn thấy cái cái tòa nhà Vingroup ở chỗ joy City rất là, rất là nổi tiếng thì em muốn là là hỏi một câu hỏi là cái cái cảm nhận đầu tiên ấy để mà chiến thắng ấy khi anh tham gia thị trường của của Vingroup là cái gì? Là cái yếu tố để tin tưởng là mình sẽ chiến thắng. Bởi vì cái thời điểm đấy có cáo anh là thời điểm đấy thì ở Việt Nam ấy thì thị trường bất động sản đang nóng băng nhưng mà Vingroup thì xây một cái 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 RCD rất là to. Và thực sự ở đấy em bọn em cũng rất là ngưỡng mộ. Thì cái cái yếu tố gì để để anh Vượng có thể là quyết định làm một cái việc trong cái thời điểm thị trường bất động sản ở Việt Nam đóng băng như thế. Em muốn hỏi một câu hỏi như thế. Xin cảm ơn ạ. Vâng, cảm ơn em. Thực ra thì cũng giống như lúc nãy tôi có chia sẻ mình cũng không thể nói rằng là là, là 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 chắc ăn được. Mà trước tiên là mình nhìn một cách tổng thể vào thị trường. Thị trường nó có thể lên có thể xuống. Nhưng mà nhà ở thì kiểu gì đời này có người khác người ta cũng vẫn phải ở. Và mình cân với cả cái nguồn lực của mình để mình có thể xoay sở được kể cả trong phương án là nếu như không bán được cái căn hộ đó thì mình cũng chưa chết thì ok chưa chết là một trong tương lai có thể bán được là hai và cũng thích làm đẹp là ba thì mình quyết định mình làm thôi chứ còn nếu như bảo là đợi chắc ăn rằng là lúc đấy xây lên sẽ bán hết được 100% trăm thì không chắc như vậy đã ổn với cả cái Hay em còn có ý gì khác tức là nhiều khi là là mình đi làm đó, ăn đó là... ấy, mà nhất là kinh doanh ấy, đúng là, là cũng không chắc thắng được trăm phần trăm đâu mình có những lúc thì mình cũng phân tích nhưng có những lúc thì mình cảm nhận có những lúc thì mình phải take risk đấy, thế nhưng mà thường thường ở đâu đấy thì nó vẫn phải vài có một vài cái cái tính toán tương đối là rất là rất là basic ấy, như anh Vượng nói à, chứ nó cũng không quá phức tạp theo như là hiện nay một dự án thí dụ như một dự án như của Royal City mà để một ông Tây ông làm thì tôi nghĩ là nó không dưới một nghìn trang nếu mà để ông Tây mà bố ngồi bố viết dự án ấy, chắc nghìn trang nhỉ mà ai đọc đọc những cái hiểu gì mình đọc ấy mình chẳng hiểu gì à. cái đấy cũng là một cái sự khác biệt giữa một cái thế giới cái thế giới mà mà gọi là pro hóa tức là ôi rồi nó làm gì thì kinh hoàng luôn nhưng mà đọc thế chẳng thấy cái gì trong đấy cả à. thì ý muốn nói là là nhiều khi là mình chỉ nhìn vào những cái rất là cơ sở của nó thôi à. cộng thêm những cái khác nữa thực ra những cái phân tích đấy nó cũng chỉ mang cái tính tương đối thôi bởi vì nó phụ thuộc toàn bộ vào cái câu chuyện là cái dữ liệu đầu vào mình cho cái gì cái dự án nó thành hay bại là do cái dữ liệu đầu vào ví dụ mình đặt là cái giá bán là 10 triệu thì mình bảo nó không thành công nhưng mình bảo nó là bán 20 triệu thì mình thấy nó quá lãi nhưng mà ai dám chắc được là chúng ta sẽ bán được 10 hay là 20 cái thị trường nó quyết định vào từng thời điểm cơ mà thế thì cái ông mà nếu mà làm theo kiểu mô đờ tính toán như thế thì ông cứ đặt lung tung thực tế ngày xưa vingroup có, có một cái ban gọi là ban đầu tư rất mạnh có một chị là phó chủ tịch phụ trách nhưng mà sau khi tính cho tôi khoảng ba bốn dự án thì tôi bảo thôi cho hết sọt rác tôi bởi vì những dự án mình bỏ ra bao nhiêu tiền để mua thì kết luận là không được đấy. thế còn những dự án vùng sâu vùng xa ví dụ mà đến bây giờ chúng tôi vẫn có một cái dự án ở làng vân của đà nẵng hàng nghìn hectare ở đấy năm năm rồi mình vẫn chưa đủ can đảm để làm thế mà đề xuất là phải làm ngay bởi vì chỉ là đấy đặt dữ liệu và bán giá được khoảng độ 15 20 triệu gì đấy xong nhân lên thấy lãi cả mấy chục nghìn tỷ thấy sướng quá làm nhưng mà tôi bảo bán cho hổ hay sao mà các vị định bán cả mấy chục nghìn cái biệt thự gì đấy bán cho ai ok tôi giả sử cái giá đấy là bình bình nó khảo sát xung quanh thấy người ta bán nhưng mà đấy là người ta bán căn hai căn chúng ta có phải đến chục nghìn căn đấy các vị định cứ thế cầm nhân lên trong khi đó những dự án như kiểu là ở trung tâm sài gòn hay hà nội thì tính là đều vứt hết thôi mới tôi bỏ cả có cái bỏ cả trăm triệu hơn trăm triệu mua các vị bỏ vứt nghĩa là sao? Về chọn là thôi tôi tôi vứt các vị cho nhanh và kết quả sau này tôi thấy là mình cũng tương đối đúng không phải không phải là các chuyên gia đúng cảm ơn Haloten nhé thì ừ. có lẽ là để anh Vượng nhìn thấy một cái nước nó hình như hôm nay là, là vâng. Timor-Leste có ở đây không nhỉ à thế à thì chắc là Vượng nghe thấy một cái nước nhỏ tí đi vâng tức là đông timor đông timor đâu em... đấy là. À... chắc là anh vượng cũng hơi ngạc nhiên là tại sao mỗi một nước chẳng lấy việt ten đâu thì có mỗi ông thì haloten ông thì Telemor. là hiện nay là trường phái mà thương hiệu của việt ten là khi đi ra nước ngoài thì mỗi một nước là một thương hiệu riêng tạo ra một cái thương hiệu của chính đất nước họ mình cũng không quá gọi là mang nước mẹ đi thì nhiều à... À... Telemor hỏi anh vượng gì nào thưa vợ thì trước khi mà em được biết rằng trước khi anh anh về nước kinh doanh ấy mà anh thành công ở trong nước thì anh đã thành công ở ngoài rồi thì ở đặc biệt là ở nga và ukraine thì khi anh ở ở nga ukraine thì em nghĩ rằng là cộng đồng người việt rất là đông thì khi bọn em đi ra nước ngoài thì bọn em gặp một cái vướng mắt là cái, cái kết nối của người việt ở nước ngoài là hơi khó khăn thậm chí rằng là có những lúc là con con lẫn nhau nữa thì anh có cái kinh nghiệm chia sẻ để mà cái cộng đồng người Việt có thể giúp đỡ lẫn nhau khi ở nước ngoài không? Anh xin hết. Vâng, cảm ơn em. Cái thực tế là Vingroup ngày nay thì trước đây một số năm là tức nô cơm ở Ukraine thì chúng tôi cũng có một cái kinh nghiệm cũng một cái vai trò rất lớn trong cái câu chuyện là là, là kết nối cộng đồng ở đó mình cũng đã tham gia vào lập cái cái hội đầu tiên là là hội cái gì đấy uh, hữu nghị Việt Nam uh, Ukraine hội hữu nghị thương mại đại ý cái gì đấy tên rất là phức tạp hoành tráng sau đó thì mình lại sát nhập vào cái hội đồng hương và 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 chúng tôi coi như là tài trợ toàn phần cho hoạt động của họ khi mình làm ấy không phải vì cái cái lợi ích của mình mình có đủ điều kiện rồi mình chỉ là cái nhà tài trợ như kiểu mạnh thường quân thôi thế và mình định hướng cho họ mình giúp đỡ cho họ bằng cái uy tín của mình tại cái địa phương đó thì mình đã 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 kết nối được cái cộng đồng đó cộng đồng đó sau này phải năm bảy nghìn người và có thể hồi đấy theo như đánh giá các vị sứ quán ấy thì là cái cộng đồng Việt Nam tốt nhất thế giới thậm chí hoạt động với nhau nó có cả hương ước có những cái tổ chức đoàn thể rất là mạnh mẽ chặt chẽ bởi vì đoàn thể đấy hoạt động nó có lương nó khác chỗ khác là hội thì toàn không lương còn đây là mình tài trợ toàn bộ chi phí đấy cho nó người nó có cái cơ sở hạ tầng mình xây cho họ những cái cái này cái kia còn điểm rất quan trọng đó là nó có cái uy tín với cả cộng đồng người sở tại địa phương. Đấy. Thế thì cái kinh nghiệm rất đơn giản thôi. Nếu như mình mà thực sự là có tâm, thực sự là mong muốn giúp đỡ cái, 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 cái đồng hương của mình ấy, ở nơi xa quê, ấy. ví dụ việt theo bây giờ nếu cộng đồng ở đông timor mà có chẳng hạn, anh hùng chỉ cần cho họ một ít kinh phí giao cho chi nhánh các anh cố gắng là, là 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 giúp đỡ họ, thì lập tức là họ sẽ quy tụ về. Họ cũng cần một chỗ dựa trước tiên là tinh thần người theo về quá lớn cũng giống như là Technocom ngày xưa ở ukraine là cái ở khắc cốp là cái doanh nghiệp lớn nhất của khắc cốp tư nhân à, thế thì họ có cái chỗ dựa về tinh thần thứ hai là chỗ dựa về chất không cần nhiều đâu mỗi năm anh cho họ dăm ừ, chục nghìn trăm nghìn gì đấy là họ, họ, có lễ có tết rồi có kinh phí cho cái một cái nhóm nó hoạt động thôi thì 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 mình sẽ kết nối được ngay ngày xưa chúng tôi coi đó là cái cái trách nhiệm của mình vì thực sự bây giờ như các anh đi các anh nhìn thấy ngày nay ấy, người việt đã là quá hoành tráng so với người việt ngày xưa nhất ở liên xô nghèo đói khủng khiếp bệ dạ khủng khiếp Đấy, họ không có cái gì cả cái hàng ngày một cái tải quần bò áo gió vác vai xong rồi đứng đầu đường xói chợ buôn bán thôi Đấy. cái đoạn đầu tiên ấy, khi mà mà, mà mà trước khi thành lập hội ấy, tức là, 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 là thì technocom có một giai đoạn là cũng tổ chức một cái trung tâm thương mại kiểu như đôm năm ở moscow Đấy, sau đấy mấy năm thì tôi bán lại cho anh anh làm, nên biết làm á. Thì mình lại bỏ cái đấy lúc mình bắt đầu làm mì là mình quay về mình mình làm cái bên đó. Thế sau lúc sau ấy thì tất cả những cái cái cái, cái cư dân của cái, cái cái khu mà mà chúng tôi tổ chức ra ấy, thì bị như kiểu là hội đồng hương của các cốp cũ lúc đấy ấy, họ tẩy chay. Ra chợ là không có chỗ bán. Thế thì họ lại kêu khóc bảo cho bây giờ các anh giúp cho một cái để chúng tôi có chỗ làm ăn ngoài chợ chứ không thì bây giờ không có cửa Thế tôi lại ok đi ra xin miếng đất ở ngay trước cửa cái chợ đây để mình làm cái chợ đấy. đầu tiên là chỉ để cho khoảng độ 100 trăm cái, cái dân của mình thôi nhưng sau một hồi thì mình đẩy cái chợ lên thành lớn nhất của Ukraine luôn mình đã tiện tay làm rồi làm luôn phát trong vòng khoảng 2 năm ấy thì nó trở thành cái chợ lớn nhất của Ukraine không phải là lớn nhất cho người Việt ấy, lớn nhất cho cả người địa phương luôn Đấy thì cái, 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 doanh số khủng khiếp lúc tôi bán lại cái chợ tôi còn được mấy triệu tôi bán cho anh vĩ vip bây giờ này Mới cả anh lê viết lam đó. thì là tôi còn thu được mấy triệu à? thì mình tạo ra cả một cái cộng đồng như vậy thì khi đã xong rồi mình lấy cái tiền đó mình nói tôi hỗ trợ cho các ông bây giờ kể các ông đồng hương nó ông đừng có trành chọe nhau làm gì phức tạp các ông nếu xác định rõ đây các ông nếu vì lợi ích thì các ông ra chợ không làm còn nếu như vì là là là, 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 là vì cộng đồng ấy vì bà con ấy thì các ông hãy làm từ thiện đi sau đó mình đoàn kết được tất cả các đội lại dưới một ngọn cờ. Mình hỗ trợ cho hoạt động. Thì tôi cho rằng là cái cái trách nhiệm của mình ấy với cái, cái, cái bà con xa xứ là 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 bản thân mình là cái cái người đó. Ngày xưa bọn tôi là như thế, mình học xong mình ở lại thì mình cũng cầu bơ cầu bất giống họ thôi. Thế mình có cái điều kiện để mình thành công hơn thì sau đấy mình phải quay ra mình hỗ trợ giúp đỡ họ thôi. Không biết ở Đông Timor thì 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 cái người Việt đấy có uh, khá giả thế nào? bảo của anh người Việt bên này nó không nhiều nhưng mà chỉ chủ yếu là buôn bán nhỏ thôi Thì bọn em thấy thằng lắm thì cũng rất là mong muốn hiểu đấy thì bọn em nó thường thường nó tổ chức cả cái buổi ví dụ như tết tất cả mọi thứ thì mời cả cái cộng đồng lại nhưng để mà làm một quy mô một quy mô để nó đoàn kết thật sự thì nó chưa chưa được thì bọn em rất hy vọng hy vọng là sẽ làm một cái một cái đầu mỗi mà sẽ tất cả cả cái người Việt ở cả cái thị trường có thể giúp đỡ lẫn nhau đó chị Đấy, thì anh chia sẻ có thể là một trong những kinh nghiệm mà bọn em có thể học hỏi thế nhưng mà cũng được như anh thì là tốt quá. <laughs> kinh phí cái này là vấn đề cơ bản anh hùng thôi, kinh phí thôi. Không như cái cái ý anh Vượng nói là đúng đấy, tức là mình mình đứng ra mình làm hạt nhân, kinh phí thì lo no được. Ví dụ như mình nói bây giờ đông nhất là cộng đồng người Việt Nam ở Campuchia thì ông Việt Ten ở bên đấy một năm ấy thì gần 300 triệu đô doanh thu đô la thì mình bỏ ra vài trăm nghìn thì chẳng là cái gì cả mà vài trăm nghìn thì là thì là ổn rồi cái chỗ này chỗ chỗ nhương Campuchia ấy, thì đúng là mình cũng chưa làm những cái việc này đâu ở những cái chỗ có người Việt nhất là Lào Campuchia Campuchia là đông thì nên coi là mình đứng ra mình đóng cái vai hạt nhân mình thì là kinh doanh lớn này và loại doanh nghiệp lớn nhất ở đấy này mình lại có cơ sở và kinh doanh thế rồi hạ tầng đến tận thôn xóm này bây giờ mình cũng có thương hiệu này thì nên đứng ra mà 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 anh anh nam nhé thì chỉ đạo các cái nước ấy, là mình đứng ra mình mình gọi, gọi, là lo cái việc đấy thế là cũng chi cho nó tất nhiên nó là kinh phí đấy thực ra nó cũng là nó liên quan đến cái chuyện là tiền cái đấy thì mình làm được và nên nên đứng ra mình hạt nhân chứ đúng là thực ra ngay cả người việt mình campuchia thì nhiều nhiều nơi cũng vất vả lắm ở bên campuchia bên campuchia là có bao nhiêu người việt nam nhỉ nhương nhỉ Báo cáo anh khoảng 500 ạ, à? 500 000 Thế thì thì bây giờ mà 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 Viettel nhà mình đứng ra làm hạt nhân để mà tổ chức mà gọi là uh, liên kết những cái người lại cùng với sứ quán thì chắc là làm được cái này đúng không? Vâng, làm được anh ạ. Em có hỏi gì anh Vượng không? À, vâng. Uh, nãy giờ, giờ nghe anh Vượng chia sẻ thì uh, thứ nhất là cảm ơn anh vượng về cái câu nói ấy, tức là không, không sợ tây thì à, ở bên này ấy, thì à, Việt theo uh, campuchia ấy, nó cũng đánh nhau với một cái đối thủ smart có câu người tây thì ông thomas thì nhiều khi à nghĩ tây mà lại gốc đức nữa đào tạo bài bản lắm lúc rồi à nghĩ cũng hơi trần trần thế nhưng mà qua anh vượng chia sẻ thì thôi từ nay cũng tự tin hơn à, và cũng thứ hai là cũng có báo cáo anh vượng là bên này thì đất nước campuchia cũng đang phát triển rất nhanh biển cũng rất đẹp đường xá cũng đang đầu tư tốt thì cũng hỏi anh vượng là anh có ý định đầu tư ở bên này không ạ xin câu hỏi thế thôi ạ à. à, cảm ơn lời mời gọi xúc tiến đầu tư của anh <laughs> bọn tôi sẽ <đang> nghiên cứu <laughs> thực ra ấy, tôi xin chia sẻ thêm một tí về cái kinh nghiệm gọi là, là đánh tây tại cái thị trường Ukraine chúng tôi cạnh tranh với cả Nestle cạnh tranh với cả Maggi Kno là những cái hãng thực phẩm hàng đầu thế giới nhưng mà mình ở cho đến khi mình quyết định đi khỏi đó thì nó không làm gì được mình tức là thị phần của mình là vào tầm mì ăn liền là khoảng trên 90 phần bột canh là khoảng quanh quanh 80 với cái tổng doanh số hồi đó là khoảng độ 150 triệu đô Thế trong khi đó riêng thằng Nestle mỗi một năm năm đỉnh điểm nó chi ra 34 triệu đô để quảng cáo. Nhưng nó không hầu như không chiếm được thị phần của mình. Đấy. Mình thậm chí đến đoạn sau mà nó 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 nó, ép các cái thằng tức là không phải ép mà là mồi chài các cái thằng điểm bán hàng của mình mà, mà. mà, họ chi 34 triệu một năm để quảng cáo thì bên anh Vượng chi bao nhiêu? Khoảng độ 2 triệu. 2 triệu đấy là cũng xài sang lắm rồi chứ còn về nguyên tắc Vingroup là không chi tiền quảng cáo. Và 2 triệu đấy Hồi đấy chủ yếu là Ví dụ như là uh, Mua uh, Về nước Nhập cái áo Áo lông uh, Lông 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 Ngỗng lông liếc gì đấy Tức là uh, Sang để phát cho Cái đội bán hàng ngoài chợ Bên đấy Chúng tôi có 50.000 điểm bán hàng Thì đa phần là ngoài chợ Tức là cái người Ukraine Họ bán ở tất cả các cái chợ Mỗi ông chợ Nó có một cái cái, 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 cái cái kiosk nhỏ nhỏ Cái lều nhỏ nhỏ Bán hàng Phát cho mỗi người Một cái áo lông Đứng cho ấm Ví dụ như thế thế thôi chứ còn nhưng mà quy định rõ luôn. Ông nào mà bán hàng của mấy cái thằng Tây kia là cấm luôn không cho bán hàng của Mivina Bọn này nó nói kiểu gì thì kiểu cái lượng mà đào ngũ sang bên kia ít lắm. Thế mình hầu như 7 năm liền mình giữ thị phần không bị giảm, hầu như không giảm. Tây làm các kiểu không làm gì của mình. Vì nó cứ ra chiêu gì mình cũng phải ngồi mình nghĩ ra cái chiêu ngược lại mình chơi nó. Là là như kiểu từng từng bước một giằng co đấy chứ không phải đơn giản nhưng mà đấy chấp tất cả lũ đấy hơn cả mình 7 năm nó chả làm gì được mình và năm nào nó cũng ra nó tung cái chiêu là là nó mua được mình rồi thằng Nestle năm nào cũng tuyên bố là mua được uh, rồi ừ. thì có thể anh Vượng nói thêm là vì hiện nay thì Viettel cũng gặp cái câu chuyện phải cạnh tranh với các cái đối các cái đối đối thủ ấy. thì tức là tức là họ họ làm một cách thì 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 anh Vượng làm một cách hay là làm cũng cái cách thí dụ như chẳng hạn như là những cái người đứng đấy bán thì họ có cái, 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 cái kênh đấy không? Cái này là người dân địa phương mà anh. Mình đến họ mời giống như bây giờ các cái cái quầy tạp hóa, hóa của nhưng mình nhưng mà này. đấy, là cái, cái cái kênh như thế là do bên VinGroup nghĩ ra trước cái ông Tây đấy gì? Vâng À. Mình đi cái ông Tây thì ông bán kiểu gì cái hồi đấy? Hồi đầu thì nó bán siêu thị. À, nó bán siêu thị thì Nói chung hồi mình... đấy bọn ví dụ như là Maji No gì đấy là nó học mình hết nó thấy đầu tiên bán siêu thị thấy không ăn thua mình bán đâu nó bán đấy đầu tiên nó làm những cái viên vuông vuông đấy cú bích nó thấy mình bán cái gói bột canh khoảng độ trăm gram thì nó cũng làm cái gói y chang như vậy thậm chí là mình làm màu màu của mình các kiểu như nào sau đó nó làm cái màu cũng giống như thế <laughs> tức là nó theo rất sát mình luôn thì, 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 nếu nó theo rất sát mình như thế thì mình, thì mình ứng biến như thế nào lại nghĩ tới cách mới à hay là gọi là thiên thiên biến uh...